Xin chào quý vị, trở lại với chương trình đọc vị 69 cổ phiếu. Thì hôm nay sẽ là phần 6 VRE thương hiệu bất động sản bán lẻ số 1 Việt Nam. Nội dung trao đổi hôm nay của tôi gồm 4 phần như sau: một, tiềm năng tăng trưởng của ngành bán lẻ, và cụ thể đi sâu vào là bất động sản bán lẻ. Thứ hai là tổng quan về doanh nghiệp Vincom Retail và lợi thế cạnh tranh. Thứ ba là tình hình tài chính, và thứ tư là có điểm qua về cái kết quả kinh doanh quý 1 và dự báo kết quả kinh doanh cho 2021. Về ngành bán lẻ thì tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng 18,4% giai đoạn 2002 đến năm 2019. Đây là một mức tăng trưởng rất cao so với tăng trưởng GDP danh nghĩa 13,9%. Chúng ta hiểu như thế này: tăng trưởng GDP danh nghĩa bình quân, đó là bình quân tất cả các ngành trong nền kinh tế tăng trưởng 13,9%. Nhưng riêng ngành bán lẻ thì nó lại tăng rất mạnh cùng với tín dụng và thép ở đây chẳng hạn, thì tăng trưởng gấp rưỡi so với GDP. Thì những ngành nào có tăng trưởng trên trung bình thể hiện được mối sức mạnh vượt trội trong cái nền kinh tế, trong nền kinh tế này. Rồi tiếp theo là tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2019 đạt tới 3,74 triệu tỷ đồng, và chúng tôi dự báo sẽ đạt khoảng 3,85 tỷ triệu tỷ đồng 2020 và có thể đạt 3,95 triệu tỷ đồng năm 2021. Do dịch bệnh ảnh hưởng, tuy vậy vẫn có cái mức tăng trưởng khá tốt như vậy. Trong dài hạn thì chúng tôi cho rằng ngành bán lẻ tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng GDP danh nghĩa, tức là tăng trưởng đâu đó khoảng 10% đến 13% trong cái giai đoạn 5 đến 10 năm tới của chu kỳ kinh tế. Tiếp theo, cái tăng trưởng của ngành bán lẻ thì sẽ được hỗ trợ tốt bởi cái đô thị hóa rất nhanh ở Việt Nam. Tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam này, quý vị có thể thấy mỗi năm tăng trưởng 3%. Tăng trưởng rất cao, tăng trưởng cao hơn hẳn các nước khác như Trung Quốc rất cao là chỉ 2,5% thôi, nhưng của Việt Nam là tăng trưởng 3%. Bên cạnh đó, quý vị có thể thấy rằng cái tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam mới có khoảng 36% năm 2019, còn các nước khác đa phần đều 50% và cao hơn rất nhiều, ví dụ Trung Quốc chẳng hạn khoảng độ 60%, thì Việt Nam mới 36% thôi. Do đó cái dư địa tăng trưởng đô thị hóa còn rất lớn với tốc độ tăng trưởng cao. Và khi đô thị hóa tăng trưởng tốt và còn cái dư địa lớn, thì cho lấy ngành bán lẻ hiện đại sẽ còn phát triển rất mạnh mẽ. Thì ở đây chúng ta thấy trong các nước trong khu vực như Thái Lan, Indo, Philippines, tỷ lệ này là 50-60% cơ, rất cao, đúng không ạ? Cho dù kinh tế của Việt Nam bây giờ đã vượt Philippines rồi, nhưng đô thị hóa chúng ta còn thấp hơn cơ. Thế do đó cái dư địa còn rất lớn, đúng không ạ? Và dự báo trong 5 đến 10 năm nữa thì chúng tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng đô thị hóa của Việt Nam đâu đó khoảng 2,5-3%, và cao nhất trong các nước trong khu vực chỉ khoảng 2%, thậm chí tương lai giảm về còn khoảng 1,5% của các nước đó thôi. Chính vì thế cho nên cái bán lẻ hiện đại được hỗ trợ phát triển rất tốt. Tiếp theo là số hộ dân trên mỗi gia đình thì về cơ bản cũng giảm dần, làm số hộ dân tăng lên thì thực tế cái nhu cầu tiêu dùng các cái hàng hóa bán lẻ nó lại tăng cao rất nhiều, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến điện máy v.v. rồi là ngay cả lĩnh vực vui chơi giải trí ở các cái trung tâm thương mại v.v. thì cũng được gia tăng nhờ cái bình quân số người trong một gia đình này thấp đi, nó cũng làm nhu cầu rất nhiều thứ gia tăng lên. Giờ nhu cầu trang hoàng ngôi nhà của bạn chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ trước có 48 triệu người thì chia cho 4,8 người một gia đình thì là có 10 triệu gia đình, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ có 3,4 hộ người trên một gia đình, đúng không ạ? Thì rõ ràng số hộ tăng lên rất nhiều, thì các cái nhu cầu mua sắm về hàng hóa bán lẻ rất nhiều. Chính vì thế cho nên thúc đẩy phát triển bán lẻ hiện đại rất là tốt. Tiếp theo, cái bất động sản bán lẻ là một cái phần trong cái bán lẻ hiện đại nói chung, thì chúng tôi cho rằng vẫn có cái xu hướng phát triển mạnh bất chấp cái thương mại điện tử bùng nổ ở Việt Nam. Vì sao lại thế? Thì cái nhu cầu thuê mặt bằng tiếp tục tăng cao với các cái concept định dạng mới. Danh mục khách hàng thuê thì được đa dạng hơn trong cái lĩnh vực ô tô này, sản phẩm cao cấp này và nội thất trang trí nhà cửa. Thì rõ ràng bán lẻ online là đã phát triển. Tuy vậy, nó cũng không thể tách rời cái việc
là có các cái showroom, đúng không ạ? Rồi có các cái trung tâm mua sắm giải trí vui chơi trực tiếp. Điều đó là nhu cầu tất yếu. Và nó sẽ ngày càng phát triển hơn khi thu nhập của chúng ta tăng lên. Và đặc biệt thu nhập của Việt Nam, của các hộ dân tăng trưởng rất mạnh, thuộc dạng top các nước có thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng cao nhất thế giới. Và Việt Nam đang hướng đến một cái mốc thu nhập bình quân đầu người 3.000 đến 4.000 đô. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người chúng ta là nhỉnh 3.000 đô. Và theo các cái nghiên cứu của các tổ chức quốc tế về lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ, thì khi thu nhập tiệm cận cái mức 3.000 đô trở lên thì cái nhu cầu cơ bản của con người về cơ bản là đã đáp ứng được xong. Khi đó thu nhập tăng bao nhiêu thì nó lại có cái lượng tiền dôi dư ra rất lớn. Thì từ đó người ta chi tiêu cho các cái mua sắm sẽ rất là nhiều và tăng trưởng rất nhanh. Chính vì thế cho nên cái tăng trưởng bán lẻ, đặc biệt là bán lẻ hiện đại, nó sẽ cao hơn so với tăng trưởng GDP, tăng trưởng thu nhập bình quân là như vậy. Quý vị thử tưởng tượng rằng nếu 3.000 là đủ nhu cầu chi tiêu bình thường thiết yếu thì lên 3.300, đúng không ạ? Thì chúng ta có thêm 300 đô để dành cho các cái mục đích khác, thì trong đó có nhu cầu về chi tiêu, về mua sắm các sản phẩm, đúng không ạ? Nhưng nếu thu nhập tăng lên 3.600 đô thì quý vị có thể thấy thu nhập tăng chưa đến 10%, nhưng mà cái lượng tiền dôi dư ra đã nâng từ 3.000 đô lên 6.000 đô, nâng gấp đôi. Thế thành ra cái nhu cầu của người ta sẽ tăng trưởng rất mạnh trong cái giai đoạn này. Tiếp theo là các cái đơn vị vận hành bán lẻ thì có cái xu hướng chuyển đổi từ những cái vị trí ngày xưa có thể thuê nhà riêng rồi vân vân. Thì bây giờ họ mong muốn là chuyển đổi sang các cái trung tâm thương mại có quy mô và tầm cỡ, mang lại cái trải nghiệm trọn vẹn và trải nghiệm cao hơn cho khách hàng đến mua sắm, đến tham quan. Thế chính vì thế cho nên cái bất động sản bán lẻ hiện đại nó vẫn phát triển rất tốt, trái ngược hoàn toàn so với các cái bất động sản bán lẻ mà thuộc các hộ dân, các nhà phố vân vân, thì nó sẽ ngày càng kém đi thôi. Rồi tiếp theo là các dự án phức hợp được kỳ vọng sẽ thu hút chi tiêu của dân cư cũng như các khách tham quan rất lớn. Ngày xưa thì người ta có thể là bán hàng hóa ở một nơi, nhưng mà bây giờ khi hiện đại lên thì các cái khu khúc phức hợp gồm các khu dân cư rất lớn, rồi có trung tâm thương mại bán lẻ luôn ở đấy, vui chơi giải trí ở đó. Thế do đó nó thu hút được, đầu tiên là rất nhiều người đã, tiếp theo là nó có những cái phương thức để nó móc túi người tiêu dùng, tức người tiêu dùng vào đấy, thay vì như trước khi đến đấy thì không có nhu cầu gì cả, và đấy tự nảy sinh ra rất nhiều nhu cầu ABC XYZ, đúng không? Thì từ đó nó sẽ thúc đẩy cái bán lẻ này tốt. Rồi là giá thuê và tỷ lệ lấp đầy, nhờ đó những năm vừa rồi cũng được cải thiện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy thì 2021 này nhờ do bị Covid, cái điều này nó cũng đã gọi là chững lại. Nhưng mà nếu chúng ta kiểm soát được Covid tốt thì cái nhu cầu lại tăng và cái giá thuê lại tăng. Và những cái khó khăn, rủi ro đối với ngành bán lẻ trong cái thời kỳ này và trong tương lai, thì hiện tại thì rủi ro lớn nhất đối với ngành bán lẻ, đặc biệt bất động sản bán lẻ, đó là dịch bệnh Covid kéo dài, khiến cho tỷ lệ thuê và giá thuê nó thấp hơn, nhu cầu thuê thấp hơn. Từ đó khiến cho cái kết quả kinh doanh của lĩnh vực này về cơ bản là sẽ bị giảm sút đáng kể. Đặc biệt là quý 3 và quý 4 năm 2021 này. Và trong dài hạn thì lĩnh vực bất động sản bán lẻ thì sẽ bị tác động ít nhiều bởi cái sự phát triển của thương mại điện tử và bán hàng online. Nó khiến cho nhu cầu thuê giảm sút và giá thuê thấp hơn. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến các cái trung tâm thương mại, rồi là các cái sàn bán lẻ có cái tiêu chuẩn thấp. Nhưng mà những cái trung tâm bán lẻ tiêu chuẩn cao thì về cơ bản là vẫn có sự phát triển tốt. Bởi vì rất đơn giản, những cái sản phẩm cao cấp người ta đi mua thường người ta còn mong muốn có sự trải nghiệm cơ, chứ không chỉ là mua online. Tất nhiên phần nào online họ cũng sẽ giành giật, đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản là cái nhu cầu mua sắm và trải nghiệm của họ rất cao, đặc biệt các cái sản phẩm cao cấp ở các cái trung tâm thương mại lớn, các khu phức hợp lớn. Chính vì thế cho nên cái
lĩnh vực này nó vẫn tốt cho dù là vất phải cái sự cạnh tranh của kênh thương mại điện tử và bán hàng online. Thì thực tế trong tương lai thì những cái kênh này nó sẽ hỗ trợ nhỉ, bán lẻ online và đi đến mua sắm trực tiếp, nó sẽ hỗ trợ lên nhỉ, khá tốt. Tiếp theo về tổng quan về VRE thì cập nhật mùng 6/7/2021 thì thị giá là 29.500 đồng, số lượng cổ phiếu là 2.272.318.000 cổ phiếu, vốn hóa là 67.000 tỷ, khối lượng khớp thì 4 triệu một phiên. EPS quý 1 thì được 343 đồng. Thì cơ cấu cổ đông lớn gồm công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng SDI, rồi tập đoàn Vingroup, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và phát triển đô thị Nam Hà Nội, rồi là đối tượng khác, đó là các cổ đông bên ngoài. Thì về cơ bản công ty này thì do Vingroup chi phối lên đến khoảng độ hơn 90%, đúng không? Do đó nó cũng tương đối cô đặc. Thì về tổng quan VRE năm 2013 thì VRE được thành lập với vai trò là công ty con trong cái hệ sinh thái của Vingroup để phát triển và vận hành cái hệ thống trung tâm thương mại bán lẻ của Vingroup. Vì sao lại 2013 thành lập? Bởi vì lúc đó thì thực sự Vingroup đã bắt đầu phát triển các cái khu phức hợp rất lớn, ví dụ như là Royal City hay Time City. Chính vì thế họ rất cần một cái đơn vị quản lý và vận hành để cho chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, và VRE được thành lập vì lý do đó. Tiếp theo, VRE hiện là thương hiệu bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam, nếu không muốn nói là số 1. Sở hữu 4 dòng sản phẩm đa dạng là Vincom Center, Vincom Megamall, Vincom Plaza và Vincom Plus. Thì chiến lược trung hạn là mở rộng các cái trung tâm thương mại theo mô hình Vincom Megamall và Vincom Center ở các cái vị trí đắc địa. Bởi vì hiện nay và trong tương lai sắp tới thì các cái đại siêu thị, các cái trung tâm mua sắm lớn vẫn thu hút được người dân rất là nhiều, bởi vì ở đấy họ có đa dạng tất cả các nhu cầu. Ví dụ vừa đến đấy vừa mua sắm được, vừa vui chơi giải trí được, xem phim được, cho con chơi được, rồi là vừa thưởng thức nghệ thuật được, vân vân, rất nhiều thứ. Thì mảng kinh doanh chính và tỷ trọng doanh thu của VRE như sau: cho thuê trung tâm thương mại, văn phòng và cung cấp dịch vụ liên quan chiếm khoảng 84-85%. Bên cạnh đó thì Vincom Retail có một cái phần đó là bán các cái shop house, cũng có doanh thu khá tốt, 15-16% trong cơ cấu. Và điểm nhấn trong năm 2020 vừa rồi thì số lượng trung tâm thương mại của công ty này lên đến 80. Trong đó Hà Nội thì 11, thành phố Hồ Chí Minh 13. Và các tỉnh về cơ bản thường là mỗi tỉnh có một. Về độ phủ là đã phủ tới 43 tỉnh thành. Trong đó thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới khoảng 60% diện tích sàn bán lẻ và gần 70% doanh thu cho thuê bất động sản và các cái dịch vụ liên quan. Thì cho thấy cái trọng tâm vẫn là hai cái thị trường này chiếm tới 70% doanh thu. Tuy vậy các thị trường khác cũng dần dần có sự phát triển. Tiếp theo về những lợi thế cạnh tranh của VRE thì chúng ta có thể nhìn qua cái biểu đồ về cái thị phần thị trường vận hành và cho thuê mặt bằng bán lẻ trung tâm thương mại. Thì VRE chiếm tới 60%. Tiếp theo là EOMall thì chiếm 14%, Lotte 10%, Paxson thì rất nhỏ, khác thì cũng rất nhỏ. Thì cho thấy đây là cái công ty này gần như ở cái vị thế độc quyền. Thì thứ nhất là các cái vị trí của Vincom Retail đều là các cái vị trí đắc địa, quy mô rộng khắp toàn quốc với sự đa dạng. Đó, thì chúng ta có thể thấy vào các cái trung tâm của Vincom Retail rất rộng lớn, đúng không ạ? Và rộng nhất Việt Nam. Và chính vì thế cho nên họ chiếm tới 60% như vậy. Và thương hiệu Vingroup, Vincom là thương hiệu bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam và đã giữ vị trí số 1 như tôi vừa trình bày, với cái độ phủ lên đến 43 tỉnh, đúng không ạ? Và với 1,7 triệu mét diện tích sàn bán lẻ. EOMall thì mới chỉ hiện diện, đây là số liệu cập nhật cũ, thì mới chỉ hiện diện 4 tỉnh thành thôi, thì diện tích có hơn 600.000 mét vuông, đúng không ạ? Độ phủ các cái đơn vị khác còn thấp hơn rất nhiều. Đó, và nằm ở các cái vị trí đắc địa ở các cái thành phố lớn, thì sự lựa chọn hàng đầu cho các cái tên tuổi nổi tiếng trên thế giới như Zara,
HM, Pulbia, Adidas, Nike, vân vân. Và trong tương lai sẽ còn rất nhiều các thương hiệu lớn ở trên thế giới đến với Việt Nam, thì họ sẽ lựa chọn Vincom Retail là cái đơn vị gọi là tiên phong và đầu tiên. Tiếp theo, về cái hệ sinh thái của Vingroup, thực sự phải nói cái hệ sinh thái của Vingroup rất mạnh, và Vincom Retail là một cái thành viên ở trong đó. Thì họ có khả năng tiếp cận các cái quỹ đất lớn, họ được phân bởi Vingroup một lợi thế khổng lồ khi muốn mở rộng thị phần. Và rất đơn giản, Vingroup họ đi đến bất kỳ nơi đâu làm các cái khu đô thị, các cái đại đô thị, thì Vincom Retail có phần ở đó, có phần ở đó, chứ không phải là nó tự mình phát triển một cách riêng rẽ, tốn rất nhiều công sức, mà nó dựa vào cái tập đoàn mẹ, cái chiến lược của tập đoàn mẹ. Đi đến đâu thì ông này có phần ở đấy, phần ở đấy, đúng không? Và nó liên kết rất là chặt chẽ với Vinhome rồi. Thì đây là chủ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam, với cái thị phần giao dịch năm 2020 chiếm tới 50% thị trường, rất kinh khủng, đúng không? Đó. Thì khi Vincom Retail đi theo trong cái chuỗi hệ sinh thái này, thì về các cái mặt liên quan đến pháp lý, thủ tục này kia, thì về cơ bản thì đã có ông chủ đầu tư các cái khu đô thị lớn ở ông Vinhome ông xử lý rồi, đúng không ạ? Và thứ ba là hưởng lợi từ cái tập khách hàng ở cái hệ sinh thái này rất lớn. Các cái trung tâm thương mại thì được hưởng lợi từ sự phát triển đa mục đích của Vin, nằm ở các cái trung tâm của các cái dự án tích hợp, vân vân. Đó. Và cái lượng lớn cư dân sinh sống tại các cái dự án của Vinhome đang và sẽ đảm bảo cái lưu lượng ổn định cho các cái trung tâm thương mại hiện hành và mới mở của VRE. Thì có thể thấy rằng là có những cái khu đô thị của Vin ý, có sức chứa vài trăm ngàn người, bằng một cái thành phố nhỏ của một cái tỉnh nào đó, đúng không ạ? Một số tỉnh ở Việt Nam đâu đó dân số có 700-800 nghìn người đó. Ví dụ như tỉnh Hậu Giang, hay là một số tỉnh như ở trên phía Bắc, Cao Bằng, Bắc Cạn, dân số rất thấp. Thì các cái trung tâm, khu phức hợp của Vingroup thậm chí chứa được cả mấy chục nghìn, cả trăm nghìn người. Trăm nghìn người. Đó. Đồng thời thì VRE thì kết nối với VinID để phân tích cái thói quen, nhu cầu của khách hàng, tạo cái tiền đề cho các cái hoạt động kích cầu mua sắm, phối hợp với gian hàng và cung cấp các cái thông tin khuyến mại, sự kiện phù hợp và hướng đến marketing có mục đích, target marketing 1:1. Tức là họ ứng dụng các cái công nghệ vào phân tích xử lý cái dữ liệu khách hàng lớn, từ đó đưa ra được những cái nghiệm, những cái kết quả để tập trung vào đó vận hành cái chiến lược kinh doanh nó phù hợp, thậm chí phù hợp đến với từng người. Đó. Tiếp theo, hoạt động bán hàng và marketing của Vincom Retail rất mạnh mẽ. Chiến lược thu hút khách hàng thì rất hiệu quả. Thì họ rất là chủ động tiếp cận các cái nhãn hàng toàn cầu mới và phát triển các cái đối tác chiến lược và quan hệ khách hàng thuê. Và từ đó nó là cái lựa chọn hàng đầu của các cái thương hiệu quốc tế. Rồi là phát triển phong cách sống và trải nghiệm đến mua sắm cho gia đình. Áp dụng chuyển đổi số thúc đẩy cái quản lý bán hàng. Thì hệ thống quản lý vận hành FM là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hơn 2.000 cán bộ công nhân viên của Vincom Retail kiểm soát được cái chất lượng và cơ sở vật chất. Rồi là hệ thống CRM quản lý dữ liệu khách hàng thì đã đưa được vào vận hành từng giai đoạn để có thể quản lý tập trung hàng ngàn cơ hội và cho thuê tự động và tức thời đối với các khách hàng, tức là làm cái trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Rồi cái tiềm năng tăng trưởng chung và dài hạn thì chúng tôi cho rằng là nó được hưởng lợi dài hạn từ cái sự tăng trưởng bán lẻ và nhu cầu mở rộng của các thương hiệu nước ngoài như tôi có trình bày phía trên. Thì 2021 này thì lợi nhuận của Vincom Megamall Ocean Park tại Hà Nội từ đầu năm cộng với lợi nhuận mới từ Vincom Megamall Smart City 2 cộng với 2 trung tâm thương mại Vincom Plaza khác thì nó sẽ mang lại cái kết quả cũng khá tích cực cho Vincom Retail trong năm nay. Về cái chiến lược của công ty là tập trung vào các loại hình trung tâm thương mại lớn,
thương mại lớn tại các cái thành phố lớn và thành phố cấp 1, thay vì giải rác cả những cái mô hình nhỏ. Thì khi mà công ty tập trung vào các mô hình lớn này thì họ mới cùng tiền một công bỏ ra, nhưng họ có thể phục vụ và chăm sóc số lượng khách hàng lớn hơn, cho thuê cái diện tích khổng lồ hơn và cái hiệu quả nó tốt hơn. Thì họ trước mắt là dành nguồn lực tập trung vào những cái đó đã. Đó. Và dự kiến nó sẽ nâng được cái diện tích sàn bán lẻ lên tới 7 triệu mét vuông vào cuối năm 2026, và thị phần ngày càng gia tăng hơn nữa và khẳng định cái vị thế độc tôn của mình trong cái lĩnh vực này. Tiếp theo về cái tình hình tài chính của Vincom Retail thì có thể thấy là cái cơ cấu nguồn vốn của Vincom Retail là rất cân đối và phù hợp với cái ngành kinh doanh và tình hình kinh doanh. Nợ thì khá thấp. Thực sự nợ của Vincom Retail rất thấp. Thế do đó nó rất an toàn. Cái dòng tiền thì rất là khỏe. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chúng ta có thể thấy đây rất cao. Và thậm chí còn tăng trưởng rất mạnh. Nó song hành cùng lợi nhuận cho thấy rất tốt. Rất tốt. Đó, dòng tiền đầu tư thì về cơ bản là gần đây âm rất lớn để nó đầu tư mở rộng. Tiếp theo dòng tiền tài chính thì nó cũng rất phù hợp với tình hình kinh doanh, điều tiết giữa dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền hoạt động đầu tư để đưa ra được cái cơ cấu phù hợp. Rồi là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp rồi lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail là tương đối đều đặn trước khi có dịch. Tuy nhiên thì khi có dịch thì về cơ bản doanh thu cũng đã giảm sút, lợi nhuận cũng đã giảm một phần, nhưng mà thực sự không quá lớn. Và chúng tôi cho rằng 2021 này vẫn còn ảnh hưởng khá nhiều. Tuy vậy, nếu mà chính phủ ta tiêm vaccine được cái tỷ lệ dân số khoảng 20-40% sớm thì nó sẽ có một cái sự phục hồi rất mạnh. Thực sự tôi trao đổi với một số anh chị có cung cấp thông tin là có người bạn ở Mỹ chẳng hạn, cái lĩnh vực kinh doanh khách sạn, thì khi mà tiêm vaccine lớn thì gần như hồi phục hoàn toàn so với trước lúc bị đại dịch cơ, thậm chí còn vượt cơ, và giá còn rất là cao. Nó cho thấy một cái sự phục hồi rất là mạnh mẽ. Thì con người ta khi bị lockdown, bị hạn chế thì nó sẽ bức bách, sau đó thì họ sẽ bùng rất mạnh cả về hoạt động kinh doanh lẫn hoạt động tiêu dùng. Các cái biên lợi nhuận ROE của Vincom Retail thì cũng tương đối tốt. Về ROE thì nó không thực sự quá cao do cái lĩnh vực cho thuê sàn thương mại bán lẻ này thì chia sẻ thực sự là cái tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ gọi là doanh thu trên so với vốn đầu tư thực sự nó cũng không quá cao, và đạt mức 10% này là mức rất cao. Quý vị hãy thử tưởng tượng cái nhà chung cư quý vị thề mua 4 tỷ thì cho thuê chỉ được độ 12 triệu một tháng thôi, không được hơn đâu. Thế mà Vincom Retail nó còn có ROE lên 10%, cho thấy nó cho thuê rất cao. Và thực sự là cái định giá vô hình của nó rất lớn. Tiếp theo, về cái cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 2021 thì tổng doanh thu hợp nhất là đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 32% so với 2020. Hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư vẫn tiếp tục tăng trưởng với doanh số đạt 1.712 tỷ, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 452 tỷ đồng, tăng 124,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ việc bàn giao 3 dự án nhà phố thương mại lớn ở Mỹ Tho, Bạc Liêu và Uông Bí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 781 tỷ, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước. Mà rõ ràng cùng kỳ năm trước thì về cơ bản VRE chưa bị ảnh hưởng đáng kể bởi cái dịch Covid. Đó. Tuy vậy thì cái quý 2 này thì chúng tôi cho rằng là vẫn rất tốt như quý 1, vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước do cùng kỳ năm trước bị ảnh hưởng bởi Covid. Còn quý 3, quý 4 thì phải tùy vào cái tình hình dịch bệnh để chúng ta có thể đánh giá. Nhưng với kết quả sơ bộ này thì chúng tôi cho rằng cái kết quả lợi nhuận năm 2021 của VRE có khả năng đạt cái mức cao nhất từ xưa này, tức là cao hơn cả cái mức năm 2019 cơ ạ, tức là có cái sự tăng trưởng so với 2020 là không dưới 20%. Tiếp theo, về cái rủi ro của VRE thì cùng với cái rủi ro của lĩnh vực bán lẻ thì đó chính là cái rủi ro của VRE. Rủi ro lớn nhất hiện nay trong ngắn hạn là dịch bệnh nó sẽ có thể kéo dài hơn, khiến tỷ lệ cho thuê và giá thuê tiếp tục thấp. Tiếp theo, rủi ro trong dài hạn đó là rủi ro thương mại điện tử và bán hàng online
nếu rất là mạnh mẽ, về cơ bản nó cũng ảnh hưởng khá đến các cái hộ kinh doanh, đến các cái doanh nghiệp thuê các cái trung tâm thương mại này. Thay vì trước đây họ thuê với cái diện tích rất lớn thì nay họ có thể thuê diện tích thấp hơn và đẩy mạnh bán hàng online chẳng hạn. Thì do đó nó cũng có ảnh hưởng ít nhiều. Tuy vậy, khi xét đến một cái xu hướng dài hạn thì chúng ta vừa phải xét cái cả hai xu hướng nghịch và xu hướng thuận, đúng không ạ? Nghịch là cái bán hàng online nó sẽ về cơ bản nó rút một phần, nhưng mà thuận ở chỗ là như tôi đã trình bày về trên, đó là thu nhập người dân cao, đô thị hóa nhanh, cái thói quen tiêu dùng đến các cái nơi hiện đại nó đang dần thay đổi. Thì đối với VRE thì rõ ràng rằng cái xu hướng thuận nó vẫn tốt hơn. Chính vì thế chúng tôi vẫn đánh giá rằng VRE trong tương lai vẫn có cái triển vọng tăng trưởng và phát triển tương đối tốt, cho dù là cái tăng trưởng này sẽ không cao. Về cái đánh giá tổng thể, chúng tôi cho rằng VRE sẽ trở lại tốt sau dịch, được khống chế. Bởi vì cái lượng diện tích của VRE đưa vào khai thác trong 2020, 2021, 2022 sẽ rất lớn. Thế khi đó dịch được khống chế, mọi người bung ra thì nó sẽ phát triển lại rất tốt. Rồi lợi thế cạnh tranh của VRE thực sự rất mạnh mẽ, nó gần như độc quyền trong cái lĩnh vực này. Về vị trí thì đẹp, diện tích thì lớn, thương hiệu thì mạnh, nằm trong cái hệ sinh thái tốt của VinGroup. Thứ ba là sức khỏe tài chính của VRE thì lành mạnh, ít nợ vay, rất bền vững. Và cái tăng trưởng chúng tôi cho rằng mỗi năm hoàn toàn có thể tăng trưởng trung bình khoảng 10% trong khoảng 10 năm tới. Thì VRE lại rất phù hợp với tích sản lâu dài, đối với những người cần sự bền vững và kỳ vọng lợi nhuận ở mức phù hợp và hợp lý. Tức là theo chúng tôi, nếu kỳ vọng ở mức lợi nhuận khoảng độ 10%, gấp rưỡi lợi suất ngân hàng, gấp đôi lợi suất ngân hàng, thì chúng tôi cho rằng đầu tư VRE này là rất hợp lý. Và bên cạnh đó, lưu ý quý vị rằng nếu có mua đầu tư cổ phiếu này ấy, thì hãy mua ở những lúc điều chỉnh ở vùng thấp của cái cổ phiếu này trên cái biểu đồ giá, chứ không phải mua vượt đỉnh. Còn đối với VRE mà quý vị mua vượt đỉnh hay mua break hay mua vì tăng trần thì quý vị sẽ rất dễ phải trả giá đắt bởi cái hành động đó. Và chúng tôi lưu ý lại một lần nữa thì cổ phiếu này chỉ phù hợp với mua dần dần tích sản, mua số lượng vừa phải và cầm lâu dài với cái lợi nhuận kỳ vọng tương đối hợp lý chứ không phải là rất cao. Bởi vì rất nhiều anh chị trải qua cái năm gọi là trăng mật 2020, 2021 được lợi nhuận rất cao, thì do đó kỳ vọng của cổ phiếu quá cao. Thậm chí có người còn kỳ vọng lợi nhuận cứ trung bình 100-200% năm. Thì điều đó là một điều không thể. Đó, không thể. Đó. Chỉ có thể kỳ vọng nó hợp lý hơn trong cái tương lai mà thôi. Bởi vì tương lai sẽ không có cái câu chuyện mà thị trường chứng khoán tăng mạnh như thế nữa. Bên cạnh đó thì Vincom Retail thực sự bảo đó không có một cái sự gì đó nó rất là đột biến. Thế thành ra quý vị không nên kỳ vọng nó đầu tư trong thời gian ngắn hạn. Thì trên đây là những đánh giá của tôi về cái cổ phiếu Vincom Retail. Thì chúc quý vị và các bạn có thêm các cái kiến thức, hiểu biết về cái lĩnh vực bán lẻ bất động sản này, cho thuê và bất động sản bán lẻ này. Và đặc biệt hiểu thêm về cái cổ phiếu Vincom Retail, một doanh nghiệp số 1 trong cái lĩnh vực này. Xin chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công.